Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp và làm việc với đoàn thống đốc tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chào mừng và chúc sức khỏe ngài thống đốc Kishimoto Suhi cùng các thành viên trong đoàn của tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Đây cũng là chuyến thăm Đà Nẵng lần đầu tiên của thống đốc sau khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2022. Chủ tịch Lê Trung Chinh đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và kết quả hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản trong thời gian qua, cũng như cơ hội hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian đến. Hiện Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố với hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho 222 dự án. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Đà Nẵng rất hiệu quả. Các dự án ODA Nhật Bản tại Đà Nẵng đem lại hiệu quả rất cao. Chủ tịch Lê Trung Chinh hy vọng sau chuyến thăm này, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và chuyển giao nguồn nhân lực. Thống đốc Kishimoto Suhi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và thân tình của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và cho biết bản thân ông và các thành viên trong đoàn đều rất ấn tượng về sự hiện đại và phát triển của Đà Nẵng, đồng thời mong muốn tỉnh Wakayama và Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh hợp tác, nhất là các lĩnh vực hai địa phương đều có thế mạnh và nhu cầu như phát triển du lịch, đào tạo, chuyển giao nguồn nhân lực, v.v.